Chào mọi người, thì video hôm nay Đạt xin chia sẻ một cái vấn đề là đối với bên mình mấy cái CP đồ mình sử dụng Schneider hết nè mọi người, công tắc nó có đèn dưới nè mọi người. Mình chia sẻ như thế này, toàn bộ cái hệ thống điện này nhà mình đều là đã sử dụng cái hệ thống chống giật rồi nên mình không cần cái CP chống giật đồ luôn. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ đề phòng, ví dụ như cái hệ thống chống giật mà lỡ nó bị hư, ví dụ 5 năm, 10 năm nữa nó có bị hư á, mà chủ nhà người ta vội vàng quá, người ta chưa mua kịp á, cắm trực tiếp điện của nhà nước vào trực tiếp xài luôn á, thì những cái CP này nó sẽ bảo vệ người ta nha mọi người. Chứ không người ta chủ quan, ví dụ như mình không lắp mấy CP chống giật với lại chống cháy, chống nhầy á, thì người ta sẽ chủ quan, thì sau này người ta cắm vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của họ. Tức là cái hệ thống điện nhà mình nó không bị giật, ngâm ổ điện trong nước, ví dụ như nhà mình bị ngập nước á, cũng không bị giật nha mọi người. Ví dụ như toàn bộ cái nhà mình bị ngập nước, mình cũng không hề bị giật điện. Hoặc là trẻ em mình nó cắm vào trong cái lỗ ổ điện á, nó lấy cái ốc này, nó cắm vào trong cái lỗ ổ điện á, cắm vào một cây á, cũng không bị giật nha mọi người. Hoặc là cắm vào trong mà chân dậm đất cũng không bị giật. Nhưng mà mình muốn an toàn cho chủ nhà, vì sau này lỡ cái hệ thống nó bị hư mà người ta gấp á, người ta muốn xài liền, chưa có cái hệ thống chống giật mới á, thì người ta sẽ đấu trực tiếp vào, thì mấy cái chống giật này nó sẽ có hiệu quả. Đó là đối với ngôi nhà của bên mình thiết kế thi công thì luôn có cái hệ thống chống giật, luôn đề xuất chủ nhà là nên lắp mấy cái hệ thống chống giật của bên mình. Rồi, cảm ơn mọi người.